nó cái mắt thế này em nhiêu. Ngồi được bao nhiêu tư rồi? Ừ. Tiếp mất. Chị cảm động, em có làm gì đâu, chị cảm động thế. Nhà em cảm động không nhà?
nó là cảm động này. Ôi bạn sẽ đã bỏ chúng ta rồi. Ngoài đâu? Buồn. Nó không giảm á? Không. Bỏ nhà chơi bạn rồi. Mới yêu sang rồi. Được mày. Đầu tiên là mới yêu chơi sang Phương. Chỉ là chiều sang. Mà đừng thẳng. Thẳng cũng đi. Giờ không sao đây đó. Rất là mệt mỏi. Sao mệt mỏi mày? Mệt quá là mày ăn lấy một em học nấu. Đúng rồi, mày mắc thì mày vâng. Oh yeah. Bum 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 bum. Ôi trời ơi!
Cay lắm. Cay á? 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 Thank you.
Béo như vậy. Ủa là xong á? Ngon chưa? Ngon rồi. Nhà luôn đi cùng em. Yeah.
Thank you for watching my video. Please make a follow and subscribe my channel. Bye bye. Đi dậy ba giờ, cái giờ nắng sương quá. Ủa, thế mày dậy 9 giờ một tuần đấy chứ? Giờ tôi à? Tính ra thì được tầm 6 giờ. Hả? Tính ra được tầm 6 giờ. Đúng rồi. Hi everyone, welcome to my channel, and today I would like to show you how to make an origami flavor. I hope you enjoy. Thank you.
đi vậy? Hai trà là đi ngon ghê. Anh em ơi, tay có cho mình đi. Mạnh nhỉ? Làm gì? Ba hay bốn? Làm gì? Con thấy nó hỏi à? Em hỏi đi. Làm gì? Không biết, chiều lúc mà buổi biết đường buổi về. Kéo về. Ảnh thì ở năm 90, nó còn nhạt nhạt xong rồi nó còn mò mò chịu đấy, không còn gì để nói luôn. À, ảo mà chết, khổ, cũng khổ. Bản sao mình cũng biết là photo chưa đây. Thank you.
ăn đỗ nhiều mà. Không. Còn ba tôm trứng bổ hổ. Mẹ ơi là mẹ. Đi lên phòng. Nhưng mà mày không phải làm nào, thì mày sáng ạ. Thế nào? Chị chim. Ừ, để xem không mua không khác nhỉ. Có 2.000 nhưng mà hợp lý. Ừ thôi. Không phải dám đi mua. Ừ đúng rồi, đi mua xuất lắc thì nó có cái này rồi. Bên trong thì không sao, với cái này nó bỏ lại thì ở ngoài bán mà, được không? Cái thằng gần nhất. Ờ, à, quên nhất, quên mất nhiều lắm. Mình cũng mình không có làm cấp 3, cô tôm chuẩn cho người ta làm hẳn ra cấp 3 nó hoa. Còn người ta làm là mất chỉ nghe em bắt. Ôi. Mua đấy nhở? Làm cấp 3 á? Vâng. Mày đi công chuẩn cô tôm, công chuẩn đi. Không công chuẩn lại để làm việc. Mày đi cái bảo. Bản sao mày đi lấy bản tuyển chính những cái gì nhỉ? Nó ngầu. Ngờ cái đầu bài thả này ra để thả lại. Dốt thì tao đã yêu cầu bỏ trả lại. Trả lại không ra được. Thôi trả lại được. Mới tháng 7 mà. Mai nộp luôn nó nhanh. Mà vấn đề thì chỉ ra thì đi sửa rồi. Là mẹ thấy đúng yêu cầu với đồ gì có. À không, đứa mẹ bởi cô ấy thì phải không chấp nhận được. Sao lại như bảo mình chết rồi ấy. Thả luôn ấy, như bảo mình chết rồi ấy. Ôi chết rồi là ảnh kiểu là không màu. Không màu bây giờ không. Ảnh đèn xanh em mà kiểu ta làm nó hơi mờ mờ ấy, hiểu chưa? Nó mờ hẳn đi luôn, nó ảnh kiểu long, lại nó là đậm ảnh mới, lại ảnh này kiểu để lâu luôn, kiểu bị tẩm đấy. Nó hiểu ạ, là ảnh nó vượt. Xong rồi, tức là xong rồi mình đi photo mà 6 lần con đấy, 2 đẻ mạnh, 4 con chó thì mất tầm 30-40 nghìn. Mà nếu tôi chung có 20 nghìn thôi. 20 nghìn á? Ừ, 6 cái ảnh bé, xong rồi 2 ảnh to. Thôi thì làm đấy. Trong bức nghiệm của mọi người là tôi cũng hoàn sản. Ông hoàn sản, chụp ảnh khổ đấy. Phải chỉnh cho đây là trả chỉnh. Phát ra ngoài hay luôn. Không chỉnh cho tôi á? Không chỉnh bất cứ tôi sốt gì luôn. Khổ chưa? Thôi quả ảnh như kiểu năm ảnh nó không chất lượng như bây giờ. Khổ. Ngắn ngay cứ thật khoảng ngắn gạo em, anh như thật viên ý. Khổ đấy. Em thật mặt ạ. Không đâu. Giờ là vô thế sao thằng nào mạnh như thằng nghĩ. Vô lý, thật là vô lý. Không thể nói thế được. Black Clover. Thank you.
Hay thế nhỉ. Mà I hope you enjoy making the origami.